today's the day. So stand up and shout. GGO, you got to play to win. GGO, let the games begin. You and your team keep getting better. You're good alone, but better together. GGO, you got to play to win. GGO, football. Tại dòng loại, đội của Isaac đã gặp phải đội Perseus mất khả chiến bại. Thủ môn của Perseus luôn đón được những đường bóng của Mick. Để công phá khung thành Perseus, Isaac đã kiên quyết cho Mick sút vào góc trái bên khung thành. Nhưng tất cả đều thất bại. Tuy nhiên, Isaac vẫn không nản chí quyết đấu với Perseus một trận nữa vào ngày cuối cùng của dòng loại. Let's see which team is going to be the last one standing. Tập 4. Đấu tiếp với Shaw. I lost the first competitive match. Mới đá trận đầu tiên đã thua, cậu thất vọng về mình lắm phải không, Isaac? Lần đầu tiên cầm quân đã khiến cậu thua, cậu có thất vọng về mình hay không? We don't have time to be disappointed. Chúng ta không có thời gian để thất vọng đâu. Aim for the top left corner. Top left again. Bắt đầu tập. Still top left. Sút vào góc trái bên khung thành. Lại góc trái trên à? Chỉ sút góc trái trên. Lần này xa hơn một chút. Sút góc trái trên. Top left again. What's wrong? Chuyện gì vậy Mick? Không có thủ môn, tôi tin khi đứng ở bất kỳ vị trí nào cũng có thể sút thành công vào góc trái trên. Thật không? Cậu có dám chắc là 100% không? Có lẽ khoảng 90% thôi. Mình cần cậu phải tập đến 100%. Cho dù tôi tự tin 100%, thì vào trận chính thức cũng có thủ môn thép như Shadow đứng ở đó. Cậu ta thực sự rất giỏi. Tìm được nhược điểm của đối phương sẽ có khả năng chiến thắng. Muốn biết được nhược điểm của Shadow là gì hay không? We just need to exploit that. Ngày mai chắc chắn sẽ có mặt trời. Được. Tôi nhất định sẽ tập đến khi tự tin 100%. Được không nào? Got it. I'm gonna keep practicing until I'm 100% confident. Cô bé chi? Còn gọi như vậy nữa tôi sẽ cho các cậu ăn cú chuyển xương rồng bây giờ. Các bạn ấy muốn tìm Isaac để tập bóng, còn con muốn học cách làm bánh kem phô mai. Được rồi, đi theo cô. Isaac, cậu nghĩ ra cách gì để chiến thắng Sean vào ngày mai chứ? Vẫn góc đó hả? Góc trái trên. Hôm nay suýt nhiều lần rồi vẫn không vào, thế mà cậu còn kêu miết suýt vào góc đó nữa. Hãy tin mình. Không phải là tin hay không, mà là hoàn toàn vô dụng. Thủ môn Shadow của Sean hôm nay đã chụp được đến 6 quả ở góc trái trên rồi. Cứ suýt vào góc chết tới hoài cũng không được gì đâu. Cậu cũng thấy mà, mình không thể hiểu được. Ngày mai sẽ khác. Các ở chỗ nào chứ? Vẫn ở sân bóng đó, vẫn là khung thành đó thôi. Cậu bình tĩnh một chút có được hay không? Tin mình một lần nữa đi. Chúng ta nên nghĩ thêm nhiều chiến thuật khác. Sút vào khung thành bằng cách khác. Cậu cứ bướng như vậy, ai mà tin cậu được chứ? Chiến thuật nào cũng được, nhưng biết nhất định phải sút vào góc trái trên. Hôm nay đội chân trần đã chính thức thành lập. Vì sự kiện trọng đại này, với tư cách là nữ quản lý xinh đẹp nhất thế giới, ai thấy cũng thương như mình. Phải làm một cái bánh thật to để chúc mừng đội mới được. Vậy con phải cố hết sức đó. Có chứ, nhất định họ sẽ chảy nước miếng thôi.
Ôi không sao, mình làm lại nhé. Họ đang giận nhau mà, vậy tụi mình phải làm sao đây? Một là nói gì đó, hai là không nói gì hết. Cậu thấy ngày mai mình thắng nổi hay không? Mình nghĩ đá xong mới biết. Này, đừng giận nhé, bạn bè không mà. Phải bình tĩnh bàn bạc với nhau mới đúng. Bạn cái gì nữa, cậu ấy muốn tập sút góc trái trên thì tập cho đã đi. Này, có gì cũng phải bình tĩnh bàn bạc với nhau cái đã, Isis. Cậu ta hoàn toàn không tin tưởng mình, sao mà bàn đây? Nếm thử bánh mình làm đi. Hai người đó đang giận nhau. Giận duy gì? Thì cái vụ gốc trái trên đó. Này cầm lấy đi, hai người đó đừng có như con nít, có được không? Có thấy Sô và Sam hôm nay đoàn kết biết bao không? Như vậy mới là đồng đội chứ. Họ phòng thủ còn giỏi hơn tụi mình nhiều. Muốn thắng họ hả? Khó lắm. Dù khó khăn đến đâu, chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ sẽ giải quyết được vấn đề. Được rồi, các cậu có để ý thái độ của Shaw trong trận đấu hay không? Tụi mình chỉ lo nhìn sân bóng, ai rảnh như bạn, chỉ biết nhìn mấy thằng đẹp trai thôi. Mình nói ánh mắt của cậu ta kìa. Ánh mắt của Shaw rất là tập trung, đầy ý chí, giống hệt ánh mắt của Isis. Giống mình hả? Giống mình sao? Đúng, ngay lúc đó mình bỗng phát hiện ra, nếu các cậu bắt tay với Shaw thì đúng là thiên hạ vô địch rồi. Hắn là kẻ thù của mình, đừng có nói bậy nha. Thấy người ta đẹp trai rồi lại suy nghĩ lung tung. Mình nói sự thật mà. Cậu vẫn tập suốt vào góc trái trên hả? Phải. Này, cậu làm gì vậy? Mình có ở lại đây cũng vô ích thôi. Mà nay lấy tập đi. Cậu nghĩ ra nguyên nhân tại sao Isis cứ sút vào góc trái trên chưa? Rõ ràng biết là sút không vào, nhưng cứ bắt mấy sút vào nhất định là có lý do. Dù là lý do gì, mình cũng không cho cậu ta cơ hội. Trước đây cậu chưa bao giờ thi đấu một cách nghiêm túc như vậy. Vì những đối thủ trước đây không phải là Isis. Cậu có vẻ rất xem trọng cái tên này, ngay cả đôi giày cũng không biết mang đó. Mình nghĩ ra rồi. Cậu nghĩ ra chuyện gì vậy? Mình đã nghĩ ra cách làm cho mặt trời mọc vào ngày mai. Mặt trời, mặt trời ơi! Mặt trời, mặt trời ơi! Mặt trời, mặt trời ơi! Mira, lại đây nhảy với mình đi. Mặt trời, mặt trời ơi! Mặt trời, mặt trời ơi! Isaac à, con đang làm gì vậy? Con lại chơi GTO nữa à? Mặt trời, mặt trời ơi! Mặt trời, mặt trời ơi! Mặt trời, mặt trời ơi! Ngày có mưa nhiều nơi, nhiệt độ thấp nhất
24 độ. Buổi chiều trời sẽ có nắng, nhiệt độ cao nhất là 27 độ. Gió đông nam chuyển hướng. Chúc một ngày vui vẻ. Tuyệt quá. Số máy quý khách vừa gọi. Oh boy, I hope Carl hasn't actually quit the team. We really, really need him. Relax, he'll be here. Don't worry, I trust him. Let's go set up. Nhất định sẽ có nắng. Đối thủ càng mạnh, mình càng dùng ly lớn hơn. Lớn hơn ly hôm qua hả? Ánh mắt của Isis thể hiện ý chí mạnh mẽ hơn cả hôm qua. Tuyệt đối không thể khinh địch. Có thể đợi thêm một chút nữa không? Một phút sau trận đấu chính thức bắt đầu, nếu có thành viên nào chưa tới kịp, coi như đã bỏ cuộc. Khan ơi, nhanh lên đi. Khan ơi, Khan, cầu mau xuất hiện đi nào. Đợi đã. Mình biết là cậu không bỏ tụi mình mà. Vẫn là góc trái trên. Được thôi, hy vọng cậu không làm mình thất vọng. Đội trưởng. Vậy nữa, rốt cuộc cậu ủng hộ đội nào? Các cậu cứ tập trung thi đấu đi, cả hai cùng cố lên. Này, Sean, sao hôm nay cậu có vẻ lo lắng quá vậy? Mình muốn biết Isis lo lắng điều gì. Bây giờ ném đồng xu quyết định đội nào giữ bóng trước. Đã như một lần, không ngại nhường thêm một lần nữa. Chuyện này rộng rãi mà, cho họ chọn trước đi. Chính miệng cậu nói nha, đừng có hối hận. Tuần này chọn mặt hình. Mặt hình. Là mặt hình. Mời đội chân trần. Bây giờ là 3 giờ. Nếu đến hiệp sau mới có lợi cho đội mình thì quá trễ rồi. Chúng ta chọn sân. Từ phải sang trái. Hôm nay là trận đấu vòng loại của giải bóng đá CGO, vòng loại của từng khu vực. Nếu không có gì thay đổi thì trận đấu hôm nay là trận cuối cùng. Có nghĩa là sau trận đấu hôm nay, đội nào thắng cuộc được sẽ được chính thức tham gia giải bóng đá CGO toàn quốc.
Dynamo Shadow tiến hành theo kế hoạch khi rõ. Không ngờ mới bắt đầu thôi hay đã phòng thủ rồi. Đúng vậy, thật là thuốc cho mình. Ít ra thì Titan không phải vất vả như hôm qua. Họ phòng thủ kỹ rồi bất ngờ tấn công, nhất định sẽ nắm được phần thắng. Mid Satellite, mà kệ họ, cứ dốc hết sức tấn công đi. Frozen và Titan tạm thời tiến lên ở tuyến trên nhé. Frozen, hỗ trợ tấn công đi. Rõ. Hôm nay đội chân trần được khiêu chiến với Perseus, chắc là để sửa mối thuận hôm qua. Không biết lần này đội chân trần sẽ dùng chiến thuật gì để đối phó đây. Thế trận hôm nay của đội chân trần hoàn toàn khác với hôm qua. Họ đẩy tuyến phòng thủ lên rất xa. Trần truyền bóng lại cho hậu vệ, sau đó lại truyền dài lên phía trên. Perseus đã có ý định gì đấy? Frozen, Satellite, lập tức quay về phòng thủ đi. Titan, cố chống đỡ đi nào. Mid, lùi tuyến trên, chờ cơ hội. Không ngờ Perseus lại bất ngờ chuyển qua thế tấn công. Đội chân trần sẽ giải quyết được tấn công nhanh như thế nào đây? Hay lắm Titan, cậu đúng là giỏi quá. Tiền vệ đối diện với hậu vệ, Titan dùng ưu thế về thể hình của mình cũng không ngăn chặn được. Ôi, Satellite nhanh quá, từ giữa sân lập tức quay về phòng thủ. Tuyết chân trần đã giành quyền tấn công, lập tức tấn công. Bây giờ chân trần đã tổ chức đợt tấn công đầu tiên để xem họ có chụp được sơ hở của Perseus không. Chắc chắn họ sẽ để cho Mid shoot. Bám chặt Mid, bám chặt Mid, cậu lo đi. Được thôi, hình như là Perseus đang dùng chiến thuật tèm người bám sát từng cầu thủ của đội chân trần, giống như họ đang trả thù đợt tập kích lúc nãy của chân trần, ngăn chặn tất cả các mũi tiến công. Được rồi, Satellite đã bóng lên không trung. Mid chuẩn bị nha. Đường bóng này cao thật. Mid chuẩn bị suốt. Lần này có tiếp tục suốt vào góc trái nữa hay không? Shadow, hắn sẽ suốt vào góc trái trên đi. Góc trái trên. Lại góc trái trên. Cú suốt này mạnh vô cùng nhưng vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của thủ môn Shadow. Tất cả ngày đây hiệp đầu Mid sẽ luôn ở phần sân trước, nên các cậu phải phụ trách tuyến phòng thủ. Phút thứ 33 của trận đấu, kết quả chỉ là 0-0. Perseus vẫn vững như bức tường đồng. Chân trần vẫn nỗ lực không ngừng, không thể ghi được dù là một bàn. Đội chân trần sẽ phải làm gì trước hàng phòng thủ quyết liệt đây? Chuyền bóng cho Mid đi. Coi chừng chiêu chặn mọi con đường của Dynamo đó. Cậu bước lo đi, chứ không Mid chiếm được vị trí tốt, Satellite nhất định sẽ truyền cho cậu ta. Dynamo lần này bọn họ hăng quá đấy. Tôi biết, hay yên tâm. Dynamo, cậu cứ trổ tài đi. Chặn mọi con đường. Satellite, hãy cho hắn đếm mùi đi. Dùng lực hấp dẫn. Lực hấp dẫn. Satellite dẫn bóng một cách xuất sắc, nhưng có một số hút kỳ lạ. Hút chặn bóng vào người. Anh ấy dùng quanh Dynamo. Chuyện này của Satellite quả là khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Còn giỏi lắm. Còn phải nói nữa hả? Tuy là chiêu chặn một con đường của Dynamo rất lợi hại, nhưng mà chỉ cần người cùng bóng hợp nhất thì họ sẽ không chặn được chúng ta đâu. Satellite, cậu phải luyện đến mức khi dắt bóng dính chặt vào chân, giữa bóng và chân như có lực hút vô hình, sẽ không có ai ngăn cản được cậu đâu. Tôi hiểu ý cậu rồi. Tuy chiêu lực hấp dẫn này làm gia tăng từ trường giữa bóng và chân, khiến cho kỹ năng dẫn bóng nâng cao rõ rệt, rất thích hợp để đối phó với chiêu chặn một con đường. Cậu ta không ngăn được mình. Cậu đúng là chuyên gia dắt bóng mà. Hay tuyệt. Khi nào rảnh ra, mình cũng phải nghĩ cho Titan một tuyệt chiêu gì đó mới được. Làm được hắn nói nha. Satellite truyền dài lên cho biết lúc này không có ai kèm. Shadow dùng tay đẩy bóng ra như một đường truyền ngắn. Và Dynamo, quyền tấn công của đội chân trần lại rơi vào tay của Perseus. Không biết lần này tướng phòng thủ của đội chân trần có quay về kịp hay không.
Satellite, đừng để hắn chưa muốn trôi qua. Kỹ thuật thực như luyện Dynamo như đi vào chốn không người xong cho dùng cách chơi của đội chân trần. Cobra, đội đầu vào. Nguy hiểm, cú bóng đi. Tôi rồi. Khi đã cứu được, nhưng Storm đã tặng một cơ hội cho Dynamo. Satellite nhất định phải chặn cho được. Dynamo vẫy lên suốt. Giao rồi. 1-0. Sau nhiều đợt tấn công của Perseus, cuối cùng đã vào phút 35 của hiệp 1, tỷ số đã được mở. Đẹp lắm. Cùng nhau tìm hiểu về kỹ thuật và công nghệ của thùng đựng và các thiết bị của cầu thủ Gigio. Chiếc thùng bóng đá Gigio màu xanh được sản xuất bằng kỹ thuật công nghệ cao và những nguyên liệu tốt nhất, có khả năng chịu nhiệt, chịu sốc bền bỉ. Nó là bộ phận không thể thiếu để bảo vệ cho các cầu thủ Gigio. Stand up and shout.